À, xin mến chào bà con nông dân đến với kênh Cuộc Sống Miền Quê. Thì đây là cái miếng lúa OM18 của mình xạ vụ hè thu rồi bà con. Thì hôm nay thì mình bón phân đợt 1 đã được 6 ngày. Hôm nay thì nó cũng xanh rồi bà con. Thì xanh cỡ bón cỡ 4 ngày là bắt đầu xanh rồi, nhưng mà hôm nay mình không có rảnh để quay video cho bà con xem ha. Thì đây là cái kết quả mình bón 15 kg UG Phú Mỹ đợt đầu nha bà con. Mình không có bón DB mà chỉ bón nguyên chất là UG Phú Mỹ. Thì cho tới nay thì nó được 6 ngày, bà con xanh, bà con thấy là nó xanh nó bích hết trơn bà con. Nó nở con ha. Thì đây là cái kết quả mình quay lại cho bà con xem nè. Thì có một số bà con yêu cầu mình là bón phân sau khi bón 15 kg UG rồi thì quay lại kết quả như thế nào ha. Thì bà con thấy nó xanh hoạt đọt hết ha, như là cái lúa đông xuân vậy đó. Rồi nó đẻ chồi nè bà con. Bà con thấy nó đẻ chồi ha. UG không nó vẫn đẻ chồi bình thường, chứ không phải là mình nói có DB thì nó mới đẻ chồi ha bà con. Thì bà con thấy là cây nào nó cũng đẻ chồi đều gan này ha. Ở đây thì hai chồi nè. Đó, nó đẻ rồi. Coi như là bữa nay là 16 ngày. Thì lấy quay thì mình khoảng 18 đến 20 ngày thì mình sẽ xuống phân đợt 2 luôn bà con. Thì bây giờ nó đang miết xanh nha, 6 đêm thì nó đang miết xanh. Con thấy cái miếng lúa nó hoạt đọt hết nè ha. Thì UG không mình, nhưng mình rễ nhiều thì nó vẫn xanh bền nè bà con. Bà con thấy là cái miếng bên đây thì họ bón UG với DB nữa này nữa kia 15 kg, nhưng mà bà con thấy là nó có xanh bằng ha. Nè, bà con so sánh hai miếng lúa ha. Bên này thì nó ngã cái màu vàng hết rồi nè. Nó thì cái miếng bên này thì cũng bón một lượt với mình 6 ngày luôn bà con. Nhưng mà của mình bà con thấy là nó xanh ha. Nó xanh nó nở cũng bích hết rồi nè. Đây là cái miếng lúa bị mưa nhiều. Nhưng mà xạ 2 đêm bị mưa ha. Thì bà con thấy đến cái thời điểm này mình bón 15 kg UG vô thì nó đã nở bích được như thế này hết rồi hả bà con. Thì đó là cái kết quả để mà kiểm chứng bà con xem ha. Thì bà con thấy là nó nở chồi nè. Cây này thì nó nở được 2 chồi ha. 2 chồi. Thì đó là cái kết quả cho bà con xem là mình bón UG không để mà tiết kiệm được cái chi phí bà con. Thì cái này đến cái đợt 2 mình xuống một cái nữa thì coi như là lúa nó cứng nó bích hết rồi. Mình đâu có cần xuống DB làm gì trong đợt đầu hết bà con. Thì đó là kết quả. Thì video đến đây cũng kết thúc. Bà con thấy hay thì xin cho mình một like ha. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ và theo dõi tiếp tục cái quy trình mình chăm sóc lúa hè thu đối với cái giống OM18 này như thế nào ha bà con. Xin mến chào bà con và hẹn bà con gặp lại ở video sau.